Chào mọi người, chào quý ông bà, cô bác nhé. Một ngày mới lại đến rồi cô bác ạ. Anh em lại tiếp tục với những công việc hàng ngày của mình rồi. Đó, một cái công việc quen thuộc không thể là quên được. Đó là cái hành trình vào trong những bản làng vùng cao. Đó, để ghi hình chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn để cùng chung tay giúp đỡ cô bác ạ. Hôm nay thì anh em quay trở lại mép vực rồi. Thăm lại nhà hai vợ chồng em Pà Hờ cô bác ạ. Hôm nay anh em vào sẽ có một cái nội dung rất là đặc biệt cho hai vợ chồng đó. Trong cái quãng thời gian vừa rồi thì cũng được rất nhiều các ông bà quan tâm đến hai vợ chồng ấy, cái cuộc sống nó cũng rất là khó khăn, tức là nghèo không lối thoát cô bác ạ. Bây giờ cái đường đi lối lại còn không có đó. Trong những cái quãng thời gian vừa qua thì cũng có cô Xuân Vũ ở bên Úc muốn giúp đỡ gia đình một cái niềm vui rất là lớn đấy. Hôm nay thì anh em cũng vào để hỏi xem gia đình cụ thể những cái nội dung mà cô Xuân Vũ đã trao đổi với Xuân Thiệu ấy, để xem là có đáp ứng được những cái công việc rồi là những cái nhu cầu của gia đình không của bác ạ. Đó, một cái tin vui đến với gia đình cũng khá là lớn rồi. Bây giờ thì cũng mời ông bà, mời cô chú bác cùng đồng hành với anh em nhé, để đi vào chỗ hai vợ chồng để xem là cái cuộc sống đã có những cái gì thay đổi không của bác ạ. Đó, bây giờ thì mình cũng đi thôi. Hôm nay thì vào với hai vợ chồng thì cũng có một cái món quà của chị Tuấn ở trong Tiên Ninh. Đó, chị Tuấn thì trước cô gửi cho Xuân Thiệu là 600.000. Cái khoản này thì chị cũng dặn là hôm nào vào nhà em Pà Hờ thì mua ít đồ. Nhưng mà hôm nay thì anh em vào cũng chỉ mua được một bao gạo thôi, do là anh em cũng đi nhiều chỗ rồi mới vòng về đến đây, nên là vào đến quán tạp hóa ở ngay đây thì có bao gạo thì vào để cho gia đình sử dụng trong những ngày đói ăn này thôi cô bác ạ. Đây có lẽ là một cái món quà vô cùng ý nghĩa cho hai vợ chồng vào cái mùa giáp hạt này, đó là mùa đói đấy. Những cái bao gạo, nhiều khi những cái sự chung tay mở lòng của các ông bà cô bác đến với gia đình thì giúp gia đình có cái cuộc sống nó đỡ khổ và đỡ khó khăn hơn. Nhà em Pà Hờ này thì ông bà cô bác cũng biết rồi, đó rất là khổ, cái ăn cái không có và là dùng trong những cái sinh hoạt hàng ngày, đấy là những cái nhu cầu tối thiểu nhất trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà không có những cái đấy thì đương nhiên là sẽ cực kỳ là khổ rồi đấy, cô bác ạ. Đó, bây giờ thì cũng mời ông bà cùng theo anh em xuống thăm lại gia đình nhé. Thôi mình đi thôi. Vâng. Mỗi một lần anh em vào đây hình như là có một cái sự thay đổi khá là lớn ở những cái nương ngô của bà con. Yeah. Đây này, hình như là bà con cũng có nhiều chỗ đã thu về rồi hay sao đây này. Cái này là chắc là thu về để mà dùng ngô non rồi. Cái này những cái cây này đã bẻ đáp rồi này, nghĩa là bà con chọn những bắp nào luộc được là đã lấy về luộc rồi. Bắp già này lấy về làm mèn mén anh ạ. Làm mèn mén á? Vâng. Già này nó còn non thế này, còn kiểu là nó chưa khô ấy, có làm được không? Được, lấy về phơ đấy anh ạ. Phơ á? Vâng, bà con. Nghĩa là té ra xong rồi để phơi khô mới làm được. Vâng, té ra là phơi khô để cái nhựa không còn nữa. Tức là bây giờ là nó còn tươi nên là không thể làm được. Đúng rồi, tươi là không thể nghiền ra được, làm mèn mén đấy. Cơ bản là mình xay nghiền ra thôi. Yeah. Vâng, xay nghiền ra nó không thành ấy. Đây này, nhiều cây đã khô mo rồi, nhưng mà không biết là khô mo này là khô mo già hay là khô mo bệnh hay như nào nữa. Cái kia là cái thối ạ, do là cái cây với cỏ sinh lý, thế kia là không thể nào là khô được. Nhà em Pà Hờ này thì cái ngô thì mới trồng sau đó, bây giờ thì để mà lấy về luộc còn chưa được cơ. Đấy, bây giờ nếu mà đói ăn thì cũng không biết là lấy cái gì mà chống đói được. Thường thường những cái mùa giáp hạt này, những nhà nào dùng sớm thì bây giờ gọi là đã được lấy ở nương về, phần thì luộc, phần thì làm mèn mén tạm được rồi. Nhỉ? Vâng. Ồ. Hả? Đổ hết vào đây. Đổ hết à? Vâng. Đường đi lối lại những cái cây ngô tốt này này nó đã ngả xuống hết rồi. Đó. Lâu lâu anh em mình chưa về đấy rồi nhỉ. Vâng. Đây này, ngô đổ hết này của bác này. Những cái cây ngô nào nó còn ngóc ngóc được dậy là khả năng là vẫn thành đúng không? Nếu mà đứng được thì vẫn thành anh ạ. Nhưng mà gọi là gãy xuống hết thì nó không được nữa. Gãy xuống là cho con bò thôi. Vâng. Ây da. Mấy hôm nay trời không mưa như dạo nọ nữa của bác ạ. Đấy, cứ hưởng hưởng nắng thế này kiểu như là nó cứ ong ong trời này ấy. Rất là khó chịu luôn, nó oi nóng. Đấy. Mấy dạo trước thì cứ mưa suốt ngày, suốt đêm luôn. Những cái đường vào đây thì anh em thì vào thì không thể đi nổi bằng cái dép thường này, trơn. Hôm nay vào thì có khô ráo một tí rồi. Vâng, hôm nay vào đỡ hơn nhiều. Ngô đây có bát hết rồi đấy. Hả?
ngọt là có bắp hết rồi. Đến dâu hết rồi nhỉ? Vâng, đến dâu, dâu này là được rồi chứ. Đến dâu này là có hạt rồi đấy. Có hạt á? Vâng. Nào đi vào bản thì phải lấy cái bật lửa theo. Đấy, đi đói thì đừng nướng ngô ăn. nhưng mà thôi anh ạ. À? Bà con là không cho nướng đâu. Không cho nướng á? Hai ba bát là đủ bà con ăn mà biết bữa mới mén nữa. Mình xin vắng chủ chứ. Xin vắng chủ chứ. Đây những cái quả này là con đã có hạt hết rồi. Đâu? À, con gì nó ăn đấy. Đây này. Cái này nó vỡ ra này. À. Đấy. Có hạt đấy. Đấy. Cái này là luộc được rồi. Ấy da. Lang thang lác đác. Đây này, lác đác những cái cây ngô còn đứng đây này. Đấy, những cái cây đổ này là đã hỏng hết rồi. Trước thì dầu nhiều lắm nhưng mà về sau này thì đổ hết đấy. Đổ hết vậy. Chỉ có vài có lại vài cây thôi. Cái này đúng là bao nhiêu công sức của bà con đổ vào đây. Vâng. Cuối cùng là không thu lại được cái gì hết. Đấy. Cái này chắc chỉ cần một trận gió to lốc nữa là sẽ đổ nhỉ. Vâng. Một trận gió to là sẽ rửa sạch tất cả. Thiên tai thì không thể nào đỡ nổi rồi. Đó. Mưa thuận gió hòa còn đồng nghĩa với việc là thiên tai ít thì mới có hy vọng để mà được mùa với bà con. Đấy, quang cảnh mấy vực, ui dồi, những cái ngày gọi là trời quang mây tạnh nhìn một màu xanh ngắt hết. Đấy, trước mùa ngô thì anh em vào thì đỏ hết những cái triền núi kia, thế nhưng mà bây giờ đã là mùa ngô xanh rồi, các bác cũng thấy. Đấy, những cái nhà của bà con ở trên những triền núi cao đây, đó, nhìn rất là tuyệt vời. Đấy, view nhìn phải nói là quá là chiều. Đi lối nào? Ở đây sẽ là mình đi lối cũ thôi anh ạ. Cũ thôi nhỉ? Vâng. Qua đường kia là chắc không đi được rồi. Vâng. Đi tới đây vào thôi. Ừ. Trước anh em vào cái nhà này này. Các bác thấy anh em vào cái họ khép cửa ngay. Chưa thấy anh em vào thì vẫn mở cửa nha. Anh em vào đến đây cái thấy nó chiêu chiêu cái là biết ngay anh em xuống nhà bà Hờ là họ đóng cửa luôn. Ngày xưa thì có cái đường qua đây, thế nhưng mà bây giờ họ làm được nhà rồi, họ không cho đi nữa. Đó, bây giờ em bà Hờ phải vượt cái đường xuống đây. Đó. Đi đường nào? Đây. Trước anh em lấy vào cho một cái miếng bạt của cô Duy Mai có giúp. Bây giờ căng hết rồi. Căng lại hết rồi anh ạ. Căng hết lại rồi. Không căng thì mưa. Nó mất tả nữa. Nhớ chưa rồi? Tôi. Hả? Ôi. Căng cái bạt cái kiểu gì mà căng bịt hết cả lối đi như này? Chà, khí xếp mà lâu thì mà chúng mất chỗ thôi. Anh sợ là mưa hát vào đây với lại gió thổ. Nhất xe rồi. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Nhà rất là nóng. Nhà này, nhà này thì lần nào vào cũng thấy hai vợ chồng ở nhà thế này. Không kiếm cái gì mà làm để mà đổi ít ngô hay là ít mén mén à? Thế này, cái ngô này lấy đâu ra thế này? Bất cứ ngay thì có. Hả? Vô lỗi à, mua về đấy. Mua về á? Vâng. Ấy chú, mới đi mua bằng này à? Nhưng không vô lỗi à? Vô lỗi. Anh Hờ vừa đi mua về. Ồ. Vâng. Mua ít túi này thì ăn được mấy bữa? Vô hôm ấy giờ nó bên thôi à? Chỉ mất chia. Chỉ mất chia rồi? Hả? Chỉ mất chia vô mình về. Không có tiền cũng không mua được nhiều. Không mua được nhiều? Vâng. Ồ. Vô lỗi, nó ít nóng. Cái này chỉ được ăn 2 ngày là hết rồi. 2 ngày hết chỗ này? Ông không tạo không nào đó. Thế cái ngô ở nương kia sắp được luộc chưa? Thế bác cứ hát tế thì chân là bỏ ra trong hào? Thế là nhìn như hào xe là hào hủ chá lắm đó. Hủ thế? Nhớ hủ rồi. À, anh Hờ có bảo là đi trộn những cái bắp có hạt không lấy về để luộc được rồi đấy. À, bây giờ là đi trộn là lấy luộc rồi cái gì? Vâng. Nạp mô nhau hủ. À, cũng ăn 2 bữa rồi. Nhưng nạp mô nhau một ngày, dù yên trả là bút trí. Không có phải đi lấy về ăn 2 bữa chắc là ở trong nơi không chả còn nhiều nữa lấy về ăn như thế này. Không có ăn thì không được mà có ăn thì
ít nữa lại không biết lấy cái gì mà thu. Vâng. Đấy, cũng rất là tội. Đấy, cái lão này hình như là dạo này gầy hơn rồi hay sao ấy. Cái này chúng nó dùng chỉ giói thôi nhá. Hả? Tập lá táo bên không thì chỉ giống nhau à. Hôm nay ngày nay bị táo bón. Táo bón á? Vâng. Đi ngoài hay táo bón? À, mua tập lá. Đi ngoài. Nó mình khó khăn chứ thế mà. Đi ngoài thì xem lấy thuốc lấy các thứ về cho con nó uống vào, không thì tí nó nặng thì không có tiền mà đi viện. Nhớ mà chú khó chút vậy chả? Mà mô chỉ mà chúng ta có ý sinh mấy? Dạ, dạ, dạ. Nó không tài là phù cho nó, thì chỉ nó ngày ông tiểu chỉ phù nó mà nó có cua. Một rồi nó đã mô mô la. Thì do là không có gì ăn, ăn này nọ nó không đúng chất. Tôi ăn những cái đồ linh tinh. Này thì đúng là suốt ngày ở nhà ốm nhau thế này, bây giờ bảo đi làm thì không biết là kiếm cái việc gì làm được. Em hờn bây giờ mùa này đang mùa ngô chưa vào thu ngô các thứ này, xem là đi kiếm việc ở đâu mà làm thế chứ. Ở nhà suốt ngày ốm nhau hai vợ chồng thế này thì lấy cái gì mà ăn, ít nữa khổ quá thì ông ngoại lại còn sang đây lần nữa thì lại đòi con gái về, lúc ấy thì làm thế nào? Hai tiếng một thêm hoa nữa chú à, thế là tết này mất đâu mất hào ấy. Chế này mà chả chế giờ chỉ là có tôi cho một sai một mà thằng thêm mà tả đâu. Giờ thì ông tứ nó cũng ít tứ mùa vậy rồi, gần ra ông tạ nó có một mùa mấy mốc lá ông tứ ra lộc trẻ. Anh Khờ cũng bảo là hai ngày vừa rồi cũng định đi tìm xa để làm ấy, nhưng mà đi thì là em gái ở bên cha dựa ấy, là bảo là bên kia bị ốm nên là cha dựa là bảo là không nuôi được, phải đải về cho anh Hờ. Em gái á? Nên là anh Hờ mới chạy về nhà. Thế em gái ở đâu? Tôi mua đi. Dạ để nó là đi chỉ nhỏ thì nhỏ sao lại. Nhớ khi mà sao lại? À vừa chạy đi lên trên nhà trên này chơi thôi. Thế em gái sang đây từ hôm nào rồi? Tôi thì chờ sẵn không? Nó tao nó nghĩa tập bên. 3 ngày thôi. 3 ngày rồi á? Vâng. Thế ở bên đấy là cha dựng bảo lấy về đây hay như nào? Nó hay chứ? Giờ thì mùng ra người khó chứ chứ ấy. Mốt lá thì chú bó, thì mốt lá thì chú bó khó, thì khu tay không bỏ. Còn là bây giờ rong thôi, thì rong mà trong mùng? Giờ thì rong mà nếu trọt tỏ mùng thì mà. Nếu tụi mùng mẹ thì chú dì mùng ra, tụi chú chết sẽ lũ. Nó thấy là chú sẽ chết chết ấy, ngọn tầm sẽ lũ. Thì có mùng ấy tụi mẹ giống như tụi mẹ thì. Anh Hờ cũng bảo là em gái thì ở chỗ nhà cha dựa thì là bị ốm, thì là cha dựa bảo là ốm thì là người ta không bà không chăm sóc được, nên là bà lấy về bên này để vợ chồng anh Hờ chăm sóc, khi nào mà khỏi thì là cha dựa lại đón đi sang bên kia. Ôi dồi, thế thì cả mẹ sang đây à hay như nào? À thì tôi là tôi chỉ chết thôi. Ông nhà tôi ông xem tối còn ra, ông xem một ta mua rượu thì ra kia còn đau thì ra là còn đau rồi. Ý là người ta cha dựa không đưa lên trên này. Mà gọi anh Hờ phải đi đón em gái về bà được á. Nên là bắt anh Hờ phải đi đưa về. Thế là sang nhà đón em gái về đây. Đúng rồi. Trời, thế thế mẹ không bảo gì à? Anh thì chỉ hai cha à? Nè, chỉ hai cha thì bỏ ra thì bỏ khó. Bà là hồi bị ta cái chỉ rong mà nó đi để nó đi mà con cho lộ bên chân, cho lộ khó bên chân chỉ rong. Cho lộ bên đi mà. Giờ chỉ không hồi bị ta nó rong rong gì. Nó chỉ mò thôi á, ông nòng chỉ mò thôi á, nó chỉ mò này. Thế là mẹ cũng bảo là bên kia là cha dựa với lại mẹ là không nuôi được, bị ốm rồi, nên là bảo anh Hờ lấy về trên này để nuôi xem là có nuôi được không. Khi nào mà đỡ rồi thì là cha dựa phải sẽ lên trên này để đón đi. Ôi dồi. Vâng. Thế em gái đâu, đi gọi em gái về. Vâng, hồi bà. Nhớ thử đi. Một chút. Lên vừa mới lên trên nhà trên này. Vâng. Đâu, xem nào, về chưa? Đây, về. Về đến đây rồi, đến này. Về đây mà. Trời ơi. Về bác xem nào. Dạo này sao gầy thế? Gầy hết như thế này luôn á. Gầy nhom thế này à? Không đi được nào rồi. Bế em đi kìa. Mô ma. Bế em xuống. Mô ma. Trời ơi, dạo này gầy nhom này nào. Đâu bác xem nào. Đi còn không vững rồi. Đi còn không vững thế này à? Đâu. Thế bây giờ. Trời ơi, mặt yếu xìu thế này à? Ôi, hơi chả chả thôi. Giờ thì mốc lá. Thế là em bị đau bụng hay như nào? Mốc ra chả? Dạ, chú bác là mốc này. Mà tao rồi chị ta? Chị tập lát. Hả? Bảo là bị đau bụng thôi. Trời ơi. Nhưng mà chị tập lát à? Chị tập lát. Không đi ngoài nữa. Cũng không đi ngoài á? Cứ kêu là đau bụng thôi hay là có vấn đề gì rồi? Dạ, chú bác thì hơi mốc này chả đấy. Cũng không biết là bị ốm như thế nào. Thế là ở nhà mẹ bị lâu chưa? Dạ, nhớ là nhà mốc tao không thế? Dạ, thì mốc tao cao bằng nước mà người ta sẽ chèn chị các khen rồi. Cũng là ốm được chục ngày rồi, nhưng mà do hai vợ chồng mẹ với cha dựa là cũng hay cãi nhau nên là cũng không dám nói.
đi vào nhà đã. Thế mà chết. Dạo này sao gầy gòm thế? Ồ, gầy hết. Trước vào anh em vào còn xinh xắn béo múp ra. Đi với mẹ cái kiểu gì như thế này? Không vững rồi. Đi còn không cả vững thế này hả? Làm sao? Thôi không sao nữa, không khóc nữa nhá. Bây giờ khó chưa? Bây giờ hai con nhỏ nhóc con này bây giờ còn đứa em gái nữa này nó về thế này bây giờ làm cái gì bây giờ hả? Thôi được rồi. Không khóc nữa nhá. Hả? Chẳng thấy khóc quá. Em gái này còn bây giờ nhìn không nhận ra nữa rồi. Chúc béo lắm. Thế yeah. Thế là em hờ là đi tận nhà cha dượng đón về á? À? Ông phần nào thì chia to rồi. Ông sẽ mua em phần đa rồi. Em hờ phải. Thế là, đón về mẹ không đi khám thế thì đưa em lên trạm xá khám đấy, cái tiền trước anh đưa cho 1 triệu kia đi đâu hết rồi? Còn không? Thế thì lấy mua nó đi. Dạ dạ, tôi sẽ ông thân một bên xin một trò chỉ mua gì đấy. Phù hợp thì. Dạ để một trò mà là để là để món gì mà là chỉ bao uống. Ờ thăm một cái đấy, thăm một cái thang này, nó hào lên, nó lại bỏ lại tôi xuống đấy. Thăm một lò. Hả? Thăm một bè, ba bè lúc rồi. Cái tiểu giá chế khoản ra lò, giá kê là một tròn thông cả tiết đó lò. Một bè tặng cái lò rồi. Một bè ba? Ờ, bè ba là trò chứng mơ đi. Là thì, nhỏ thì mốc lá, đập lá thế mà nó bỏ khó. Thì mình mua cho nó xin mà nó xin mà. Mua nên hóa lên anh này chỉ bỏ khó khó cả chứ. Nhờ thì mua nên xuyên xuyên. Vô lò hóa chơi lò hô bình, chứ ổn hình chứa chua tế mà tế dùng. Giờ thì ông nói ông giờ thì mọi người ông thảo xem mà trồng đủ hộp đi kìa, ông thảo về hộp đi, hả? Chỉ mất lô đi, chỉ mất lô mới đi coi, là từ tiệt là sang tới ba ngày, là trong chi bắt đầu ít tiền trong mình trong mốt. Anh hờ cũng bảo là lúc về thì là cũng dễ lên trên trận sẵn luôn, nhưng mà các bác sĩ cũng bảo là thế bụng đau như thế nào thì là họ cũng có khám và đưa một ít thuốc rồi. À tức là cũng lên trạm xá về rồi gì? Vâng, một sau sẽ vào đây rồi. Có lên trạm xá về rồi. Thế là các bác sĩ ở trên đấy là cho thuốc về cho em uống rồi gì? Nó mua cho ấy, họ cho rồi hào mà. Dạ, thì mua đã cho chứ mua đấy, Thế là một cú thế mà là một phá một. Thế là không yên tâm hơn rồi, nhưng mà gọi là nhìn em có vẻ dạo này gầy lắm. Gầy. Dạo trước anh em vào cháu còn ở đây là béo xinh xắn béo múp cả. Vâng. Đó. Một thời gian đi với mẹ với cha dượng không hiểu là chăm sóc kiểu gì mà bây giờ gầy nhon thế này. Thật ra rồi cũng tại lộ tiền là anh em xin cả chừng một hai nhỏ còn mẹ một hai nhỏ mà nó tới rõ. Nhớ nữa. Nó mẹ nó chỉ thế gì. Anh hỏi bảo là sau bên kia thì mới được người ta bên đấy nói là cháu ấy, đi ở chỗ trang dựa là hai vợ chồng gọi là chắc là không được hòa hợp nhau ấy. Thì là cũng cãi nhau nên là hai vợ chồng không đi cắt cỏ bò mà bảo em cháu nhỏ này đi cắt cỏ bò. Nên là không may thì cũng bị rắn cắn một vết một lần nữa. Rắn cắn á? Nên là em cũng gọi là bị vết thương một lần. Lâu chưa? Tao không thấy lỗi. Tao giờ sẽ mua ít lý. Cũng cách đây một tháng rồi. Thế thì không lo đâu. Vâng. Cách một tháng thì đây là giờ chắc là rắn dạ, thì, không độc rồi. Thảo thì nhỏ to ta một tí giờ chỉ để khó chua là nó hạ chỉ giống hạ sát lưu thôi. Đi muốn chế khó để cho chua để là nhà là chó này. Cho khó lộ mà khơi đào tạo mà mình rộng. Đi rộng. Thế thì ô đáy xanh này kìa. Thế là bây giờ về như thế này mà cũng không có cái gì ăn đấy nữa. Đấy, mới khổ như này. Tội nghiệp cho các em nhỏ. Quá. Này à. Thế con đau bụng nhiều không? Ấp hai chấm mắt trái thế à? Hả? Mắt chỉ mắt rồi. Hai đó tí là. Mắt trái chỉ mắt. Mắt trái chỉ mắt. Đấy. Như thế này chắc là rất là mệt anh ấy. Đúng rồi. Không muốn em mệt lắm rồi này. Nói chuyện này. Mà cái rất là ngây thơ luôn. Thế thì đợi tí nữa lấy cái gạo kia về nấu cháo cho em đi. Nấu cháo cho em để cho em ăn nhá. Chỉ muốn hạt xương ở ô đồ tốn thôi nhá. Thế cái thuốc còn nhiều không? Cho chuối tàn à? Cho chuối là nhẹ để uống đồ cần nhiều chỉ uống đồ chỉ ăn rồi. Không là uống hết rồi. Uống hết rồi hả? Vâng. Cho chuối mới mẹ bổ sung lại cái kỷ niệm. Chỉ ta trong đó. Tụi các chỉ ta trong tay ta trong đó. Đã chỉ ta trong. Không bảo là cũng chưa đỡ đâu. Chưa đỡ à? Vâng. Trời ơi. Nhà tiểu khu bình kỳ năm đây, kỳ cọp bét lắm rồi.
chia thế đi. Thế dậy về đây để anh trao vô, cho cái món quà này xong là tí nữa lấy về nấu nấu nhau cháo cho em. Đâu đâu hai vợ chồng về đây. Cho tôi trong tay mà tập cà phê. Thế nào đi. Đấy, bây giờ là cứ mỗi người một nách thế này thì còn làm ăn cái gì được. Trời ơi. Đấy, hôm nay anh vào đây thì có cái bao gà này là của chị Tuấn ở trong Tân Ninh nhá, có gửi cho gia đình đấy. Đó, 320.000. Đó, còn dư lại là 280.000, tí nữa anh sẽ đưa lại cho gia đình để đi mua thuốc cho em nhá. Đi lên trạm xá mua thuốc cho em. Đấy, nếu mà còn dư thì mua ít thịt hay ít gì về để nấu cháo cho em nhá. Tức là hôm tôi chỉ mua thuốc bất lạc tuổi nhá là Tân Ninh đấy rồi. Này mua tàu ít khó chú. Ít khó chú thì chỉ cho tàu bất diện. Mày đã có mua trong này nè. Đấy, anh mua bao gạo này là hết 320 rồi nhá, còn 280 nhưng mà thôi anh cứ đưa cho 300.000 nhá. Để đi mua thuốc thêm nữa lên trên trạm xá mà mua. Đấy, nên nếu mà bác sĩ ở trên đây họ khám rồi thì như thế nào đấy thì họ các biết lấy thuốc cho nhá. Em đưa cho gia đình ấy. Nó nghĩ mà tôi tí là này nè. Yo po chun tí là bế bỏ tà là chứ. Cho bỏ gì đấy, ta mà mua là tập bế bỏ này. Mua bế bỏ á. Còn lại 300.000 anh đưa cho gia đình nhá. Cho bế bỏ. Sinh đồ tí là hỏi. Chết cha. Tôi bắt đầu tối nhá là tên anh à. Cháu sinh tử bắt đầu tối. Nên cháu sinh tử từ ngân nhà lão tối mà vô xua môn nhiệt rồi về tỷ này về cháu sinh này nhá. Con này ổn đấy cháu. Nhà lý của cháu từ nhà lão chơi vô xua đấy trình mới có nhà mẹ tôi trả bé đấy tỷ này được lối à. Vợ chồng cũng rất là vui hôm nay có cái món quà vào đây để kịp thời cho gia đình có bữa ăn ấy. Thì là anh Hờ với lại em Tà cũng bảo là có cái tiền này thì sẽ đi mua thuốc cho em gái để gọi là sẽ có đỡ được phần nào không. Đúng rồi, và... đi mua thuốc cho em xong là còn ví dụ còn thừa thì có thể mua ít thịt hay gì về để băm làm nấu cháo cho em ăn cho nó nhanh hồi sức nhá. Không được mang linh tinh tiêu linh tinh đấy, không phải là anh đưa cho bảo đi mua không đi mua cứ để em như thế là không được đâu. Nó phát tiền đó mà. Yêu ngầm yêu mình chỉ cho đến mua trang mình chỉ yêu mình chỉ ngay nhá. Ờ, cho nó nói. Xin chuẩn cho tăng ngay. Đúng rồi, anh Khởi bảo là lúc đi đón em gái về ấy, thì cũng có nói là sau lúc em vẫn còn khỏe thì cha dượng với lại mẹ ấy, không đưa về bên này để cho vợ chồng chăm sóc cho nó dễ. Bây giờ ốm đau gọi là không đi được rồi mới gọi em anh Khởi đi đón về là rất là khó. Thế nên cha dượng gọi hay mẹ gọi? Nó này hồ lá chứ không? Nhờ để chi chết mà nhờ để là cho lo này chính xác này mà mình trai út mà này phụ tử này không tệ hay không? Nhờ thì không tệ hả? Nhờ để người chỉ cần đóng thàn thì con nhận đóng thàn. À bảo là cha dựa thì là anh Hờ là lớn ở trong nhà bên này ấy. Thì là anh cha dựa không dám nói cứ bắt mẹ là gọi điện về. Thế này cả mẹ cũng không hiểu là con gái ốm yếu đau như thế mà cũng để thế này không nuôi được. Bây giờ đẩy về bên này cho hai vợ chồng lấy cái gì mà cho ăn bây giờ. Hai vợ chồng còn không có cái gì mà nuôi đổi hai đứa này nhỏ này còn bây giờ còn thế này thì đúng là không biết là không hiểu là mẹ cái trách nhiệm kiểu gì không rõ nữa. Vâng. Kiểu là ốm đau rồi mới đẩy về anh ạ. Ốm đau rồi không ấy được mới đẩy về như thế. Vâng. Thế thì anh hỏi một chút, ví dụ bây giờ nha, bây giờ cái chỗ đất nhà mình như này, bây giờ cái lối lên trên này thì có đi lại người ta có cho đi qua bãi không? Nên thì ý là đi à, nên nhớ hỏi nhé, giờ tao kêu này một sao lại bỏ bún này tao kêu một sao? Nha thì tao kêu là ní bỏ cứ xí hơn là chút. Ở nhà thì có dùng một cái cột tao chơi một lúc, còn là nhau chơi như thế. Anh Hờ cũng bảo là mỗi một lần đi phải đi qua nhà người ta mà người ta mở cửa thì mới được đi, còn không là người ta không cho đi qua bến đường ngô như là hôm nay anh mình vào ấy. Ví dụ làm nhà ở dưới này thì chắc là không làm được á. Mà ô chơi nhớ lo đi này bố tao. Nhà để đằng đi ô chơi cái tao xài. Hả? Tao xài nhà để đằng đi mà muốn hát ô tao chơi mà tuần mất kem mùa. À, anh Hờ bảo là ở đây thì làm được nhà nhưng mà mỗi cái lỗ mỗi cái tội là không có cái lỗi gì. Cái lỗi đi thì ai người ta cho mình đi. Vâng. Thì không cho đi thì tốt nhất là. Thế tên ở trên kia mình không có ít đất nào ở trên kia làm được nhà. Nhớ sao này chỉ mua một tế cho con trên à? Nhớ thì nhớ sao này sao chỉ mua à? Chỉ mua tế.
chúng ta thế giờ để bổn dung cho thảo lấy cho lò lấy mua đó chỉ mà mình lấy cho nhà nó ô này đó thảo lấy hai đôi lúa mà mình mua chỉ chỉ tao nó mang tao ta anh à tao mình khó chết đi thế chỉ tao anh hãy cũng bảo là ở trên đấy là không có đất anh ạ không có đất à vâng giờ để sao mà duy lúc của trên cái kinh nghiệm yêu chữ thế thì hôm nay nha hôm nay anh vào đây thì anh trao đổi với gia đình một chút đấy thì có cô Xuân Vũ ở bên Úc ấy thì cô cũng có trao đổi với anh rồi và bảo hai vợ chồng xem là đi xem hỏi xem những cái nhà ở phía trên này này xem nhà nào có một mảnh đất độ khoảng độ 20-30 triệu đổ lại thế này thì làm được cái nhà ở đấy thì để cô sẽ giúp cho hai vợ chồng có một mảnh nương mảnh đất ở trên kia để làm cái nhà nó ra khỏi cái chỗ này đi để cho nó đi lại các thứ nó thuận tiện một chút. Ê, hôm nay thì anh cũng bảo anh bảo với gia đình xem là hai vợ chồng đi hỏi xem là có nhà nào có cái chỗ nương để mà làm được cái ngôi nhà không. À, chỉ sợ chúng mình ở trên chỉ là lâu này nếu mà sau này sẽ một số em bố mẹ thì mình học tế nào nên cậu ta cho nên vừa thì vừa ít học tế nào nên cậu chơi tế nên cậu bắt cho nên tế mà sau này sẽ là sẽ là một chỉ một số nông dân phải phải thế cho học tế này cậu cho nhớ gì thì chỉ sẽ nhớ học này nhớ được sau mà còn do nông dân lúc mà hay kỹ kỹ hay không nào mà hay ta hô nhớ được lúc chơi đó lòng thế Mua xem là cái chỗ đất đấy đi xem là cụ thể nó ở chỗ nào bao nhiêu tiền có rộng hay không làm được nhà làm được nương hay không nhá nó phải thuận tiện mới được chứ còn cũng không có đường đi thì thôi không có đường đi thì làm nhà vào đấy quan nương người ta không cho đi thì cũng không làm gì được đấy, để hôm nào anh vào anh xem cụ thể sau nhá hai vợ chồng cứ đi hỏi thăm người ta xem cái thế nào nếu như mà nếu mùa nông lao sẽ cho tế là thì mua con tàu này thế thì con tàu đa đi chạy ô bác còn lòng vào đi chạy chè nếu hải đầu tiết lắm mà tôi một chùa nếu để ông ít chặt đấy ông cho đất đây em có biết không? Bao tao biết đấy biết á nhưng nó có gần đường không? Thì cái lồng mà thế là thế là gần đường bê tông xe ô tô vào luôn. Ôi thế thì tốt quá thế thì lên hỏi đi nhá. Nhá ông nói tìm hỏi ngay vào luôn thì bảo người ta đưa đi xong là xem như nào để cụ thể để hôm sau khác anh vào anh đi xem trực tiếp luôn để cho cô Xuân Vũ có thể thêm xem trực tiếp luôn để cô ấy còn biết thu xếp nhá. Nhưng mà một số nhá thì chào họ thì mà ý tôi chứ chơi một khi đấy im chỉ một chỗ chơi chứ căn là cái đeo mà một số bây giờ anh mình cũng đi thôi đi thôi nên nhanh lên với trời ơi tội nghiệp cháu gái quá đấy mặt không được xìu thế này dạo này gầy thế đạo trước vào phúng phính cả ở đây mấy em hờ nhưng mà một người mẹ phải nói là rất là vô tâm và thiếu trách nhiệm con cái ốm thế này không đi mang đi chữa đến lúc em không đi lại được mới bảo em hờ đi đón về thế này bây giờ em hờ đi đón về thì lấy cái gì mà nuôi lấy cái gì mà đi viện bây giờ thôi thì em cũng mang đi trạm xá khám rồi thì đưa lên đấy lấy thuốc về cho em uống xem có đỡ không nhá em một chút rồi thì hỏi rồi thì đâu nhá bác đi về nhá mình xem mẹ không chơi nhá không buồn cả nói chuyện này nhanh nhanh nhá tốt rồi nhá ôi dồi, đến này. Ở đây thì nói chung làm nhà ở đây thì tốt nhất là không làm gì được các bác ạ. Đấy. Không có lối đi. Không có lối đi này, người ta không cho con nương thì không làm gì được. Bây giờ đi lại còn không đi được, ấy. Nói gì là làm nhà ở đây. Cái gì đấy? Lại bắt con đái hồi mùa kìa. Vâng. Bây giờ có lẽ là anh em Xuân Tiểu Bé Gì cũng đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi các bác ạ. Cũng hẹn gặp lại các ông bà ở những tập phim lần sau nhé. Xin chào.